Chuối. Bắt đầu bụng quá. Làm sao ấy? Tao đến ngày rồi. Đến ngày á? Mùng 8 tháng 3 thì qua rồi này. Quốc khánh cũng qua. Mà 20 tháng 10 thì chưa tới. Ngày gì? Cút mẹ mày. Con dở. Gọi người ta đến xong đuổi người ta về điên à? Cút. Ôi, váy đẹp thế. Chuối. Ơi. Tao đau bụng quá. Đến ngày phải không? Đau đéo chịu. Mèo ơi, thương thế. Đằng này muốn mà còn trả được đây này. Thôi được rồi, nằm đi. Người ta đi mua bỉm cho nha. Chị em tốt rồi. Rồi. Chúng. Hả? Tao muốn thái quá. Mày đi với tao đi. Chỗ tối, tao sợ. Mày điên à? Nam nữ thì đi với nhau làm sao được? Hay mày có ý đồ gì với tao đúng không? Hả? Con giả. Tao buồn đái quá, mày đi với tao đi. Chỗ ơi tôi, tao sợ. Nhưng mà chế cũng sợ ma lắm. Thôi được rồi. Mạnh mẽ. Nhưng mà mày tìm khí đã nhá. Dạ, con lợi mẹ, mẹ nghĩ cái gì về mẹ hả? Chẳng qua là cái bàn tay ngọc ngà châu báu của con ấy vô tình chạm vào cái bàn tay thối của mẹ thôi nhá. Mẹ đừng có tưởng là con đẹp của con dễ dãi nhá. Chung chung, đẹp trai vậy. Mày vừa bảo cái thằng vừa đi qua đấy á, mắt mày bị mù à? Hả? Môi thì dày, mũi thì to, thế mà bảo đẹp dai. Dai đẹp á, đang ngồi cạnh mày đây này nhá. Không làm thì thôi. Điên. Anh Dai đẹp. Đâu ơi, mắt bổ câu, môi trái tim nữa chứ. Nhìn nó muốn rụng trứng rồi. Nước gì á? Ở anh ấy, ấy lần thịt có mặt xương cả cuộc đời.